Xin chào cả nhà. Đây là cái gói hàng của Lazada nhé cả nhà. Là cái bộ dây sạc, sạc điện thoại cả nhà. Sạc điện thoại 3 đầu nhé. Rất là rẻ cả nhà. Một cái có 16.000 thôi. Cả ship vào thì ship một cái tiền ship còn đắt hơn. Trong khi đó mình mua 4 cái là 76.000. Thì mất một lần ship thì nó rất là rẻ. Mình sẽ bóc cho cả nhà xem nhé. Đây nha cả nhà, gói hàng rất cẩn thận, có cả chống sốc. Đây, rất tiện lợi, mình rút ra rút vào mình rất tiện lợi, rất là gọn nha cả nhà. Sạc 3 đầu luôn, cả chân iPhone, Android, hai chân cho dòng Android, dòng điện thoại là Samsung, Oppo đây, một dòng cho iPhone này, SOS. Đây là đầu cắm này. Kéo ra kéo vào rất tiện. Cái này dài chắc phải mét nhỉ. Kéo dài hết cỡ là mét cả nhà. Thu lại. Thu lại còn tầm khoảng 20 phân. Rất là tiện lợi. Mình mua 4 cái. Mà có 2 cái thì hai ông bạn ông bảo để lại cho ông. Cái này màu trắng nhất cả nhà. Quá tuyệt luôn. Giới thiệu cả nhà, đây là cục pin sạc dự phòng ạ. Cục pin này 10.000. À 5.000 đây, có 5.000. Nhỏ thế ạ. Thì mình sẽ test thử luôn bằng cái cục pin sạc dự phòng cho cả nhà xem nhé. Với lại 3 máy. Một con iPhone này. Một chân iPhone này. Một chân thì cắm vào con Samsung này. Một chân cắm vào con Oppo nhé cả nhà. Đây là sạc 3 đầu. Đầu tiên mình cắm vào cái cục pin sạc dự phòng này ạ. Sau đó mình sẽ cắm từng máy một. Đây là chân của dành cho con máy Oppo nhé cả nhà. Ok, ok rồi cả nhà. Vào pin luôn. Đấy, có tia chớp bên tay phải của màn hình nhé. Một con. Con thứ hai là máy Samsung nhé cả nhà. Samsung. Chân này chân đầy bụi. Đấy, vào luôn. Cũng có tia chớp đúng không ạ? Chân thứ ba là chân của là máy iPhone nhé cả nhà. Có này iPhone X nhé cả nhà. Cũng trang luôn này. Vậy là ba máy cùng sạc một lúc này. Ok nhé cả nhà này. Nó sẽ tiêu thụ cái pin của cái sạc dự phòng này nhanh hết hơn này. Nhưng mà cái quan trọng là một cái cục dây này có thể giải quyết cho 3 cái điện thoại một lúc. Anh sử dụng 3 điện thoại một lúc, anh vẫn có thể là dùng ok trong một dây này. Thì mình không cần thiết phải mang 3 cái dây đi, rất là bất tiện. Mà cái dây cục dây là nó rất là tiện, đấy là mình không dùng thì phải rút gọn các bạn. Mà mình thích thì kéo dài ra, thao cho vào túi đi. Còn 3 cái điện thoại mình có thể đuổi túi ngực, các loại túi. Rất tiện cả nhà. Và trong khi đó là cũng rất là rẻ. Chỉ với 16.000 đồng. Cũng hề đắt. Rất rẻ. Mình mua 4 cái là mới có 80.000 cả ship. Quá rẻ luôn. Hôm qua mua 4 cái là có hai anh em ở trong đơn vị là lấy luôn. Lấy luôn 2 cái, còn 2 cái nữa. Đấy. À mình giới thiệu với cả nhà để cả nhà mua thôi, chứ mình không có mục đích là bán hàng nhé cả nhà. Nếu mà anh em nào muốn mua thì mình sẽ gửi cái đường link cho để anh em sẽ mua, còn mình không có giới thiệu để bán hàng. Thế thôi ạ. Bây giờ cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Cả nhà nhớ xem và đăng ký like và chia sẻ video cho Hoàng Hà nhé. Đăng ký kênh cho Hoàng Hà. Xin cảm ơn ạ.